Xin chào, mình là Yến Ngọc. Cảm ơn các bạn đã ghé qua channel của mình. Như các bạn đã biết ở trên tiêu đề là hôm nay mình sẽ làm một việc mà sau đấy mình sẽ rất hối hận, không dám nhìn mặt bố mẹ. Few moments later.